cuộc sống đang tươi xanh thì bỗng có Covid. Dân ta lao đao rồi đi ra đi vào lòng lo lắng. Giờ sao bình tĩnh luôn giữ tay vệ sinh kỹ. Từ 0 giờ ngày 12 thì sẽ dỡ bỏ cái cách ly của bệnh viện Nam. Và điều đó không đồng nghĩa với việc là Bạch Mai sẽ hoạt động bình thường vào ngày hôm sau. Và chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì hoạt động như hiện nay tới hết tháng. Bởi vì trong thời gian cách ly vừa rồi, lượng rất xuất ngoài bất nhập. Do vậy các cái điều kiện hỗ trợ chúng tôi về phương tiện kỹ thuật, đặc biệt phương tiện máy móc để mà rà soát, sàng lọc, theo dõi, loại trừ các bệnh nhân mà có khả năng nhiễm virus rất hạn chế. Đây lý do tại sao mà chúng tôi cần khoảng thời gian khoảng 2 tuần sau khi hết cách ly để chúng tôi trang bị toàn bộ hệ thống đó, để làm sao khi đầu tháng 5 chúng tôi triển khai khám chữa bệnh bình thường thì tất cả hệ thống đó đảm bảo cho người bệnh, người nhà bệnh nhân và y bác sĩ an toàn nhất trong hoàn cảnh dịch bệnh đang diễn ra rất là phức tạp và khó lường. Với một cái sự chung sức, chung lòng, quyết tâm của tất cả các lực lượng chức năng cũng như sự nỗ lực, quyết tâm, phấn đấu cao của Bệnh viện Bạch Mai thì đến giờ phút này tất cả chúng ta đứng đây đều có chung một cảm xúc. Đây là một trong những công việc thành công trong một chuỗi các cái thực tiễn đang diễn ra trên cả nước chúng ta trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Ba chốt kiểm soát chúng tôi sẽ gỡ bỏ hoàn toàn và bệnh viện Bạch Mai sẽ trở lại hoạt động bình thường theo sự chỉ đạo của Bộ Y tế. Tuy nhiên, bệnh viện Bạch Mai vẫn tiếp tục phải có trách nhiệm thực hiện việc giám sát, tổ chức phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Mặc dù gỡ bỏ hoàn toàn ba chốt kiểm soát ở khu vực cổng bệnh viện Bạch Mai, tuy nhiên theo đề nghị của Ban giám đốc bệnh viện Bạch Mai, là chúng tôi lực lượng công an quận Đống Đa chúng tôi tiếp tục sẽ bố trí lực lượng công an quận cùng với lực lượng công an phường Phương Mai phối hợp chặt chẽ với bệnh viện Bạch Mai để duy trì đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực bệnh viện Bạch Mai.